Trước giờ xem em tài cả ba bể là so rồi, giờ em mang sẽ bể thử cho cả nhà nha. 60kg nha, xem thì em mang có bể được không nha. Khá là cứng cả nhà. Cứng phết nha. Bây giờ tới lượt tài cả ba này. Nếu mà 60 thì bình thường quá, em bể 120 cho anh xem nào. 120kg nha. Không cần phải buộc dây. Không buộc dây luôn hả? 120kg. Ok, quá khỏe luôn.